Ở series trước thì chúng tôi đã dẫn mọi người đi để cùng tham khảo về một phòng ngủ master có tổng diện tích là 75m² tại trụ sở của Kisato Đà Nẵng theo phong cách tân cổ điển. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một phòng khách kết nối với phòng thờ và hai phòng ngủ master đều có vệ sinh khép kín, được thiết kế với tổng diện tích là 75m². Chúng tôi dành cái căn phòng này, cái nhà trải nghiệm tại khu vực tầng 4 này để chia sẻ cho mọi người về cái nội thất hiện đại. Và sau đây thì mời mọi người cùng chúng tôi đi vào phía bên trong để cùng với chúng tôi cảm nhận, trải nghiệm về các cái vật liệu sử dụng và về cái cách bố trí ở một công trình tại của Kisato tại Đà Nẵng với diện tích mặt tiền 5m, chiều sâu là 15m, cũng là diện tích 75m² theo phong cách hiện đại, bố trí được các cái phòng như vậy nhé. Thì mời mọi người cùng chúng tôi vào phía bên trong để chúng ta cùng trải nghiệm. Đầu tiên đó chính là không gian phòng khách kết nối với không gian phòng thờ nhé mọi người. Đó, tổng diện tích được chúng tôi thiết kế là 25m². Đó, thì mọi người nhìn thấy là chúng tôi ngăn cách với khu vực lối hành lang phía bên ngoài bởi một cái bộ cửa lùa. Đó, bộ cửa lùa hai cánh. Và bộ cửa lùa này thì phong cách rất là hiện đại, cao ráo mọi người nhé. Cao lên đến kịch trần luôn. Chiều cao trần là 2m8 luôn mọi người nhé. Đó, một bộ cửa nhôm kính, cửa lùa rất là to, với chiều rộng mỗi cánh lên đến 1m3. Đó. Và ở trong đây đó chính là không gian phòng khách kết nối với không gian phòng thờ. Toàn bộ những cái vật liệu trong đây đa phần được chúng tôi sử dụng là gỗ tự nhiên. Đó, với phong cách là màu sắc trẻ trung hiện đại. Gỗ tự nhiên đó chính là bộ gỗ óc chó mọi người nhé. Thì đầu tiên với phòng khách cho một căn nhà phố, một căn nhà hiện đại 25m² thì mọi người có thể hình dung là rất là rộng rãi rồi phải không? Đó, 25m². Điểm nhấn đó chính là cái khu vực chính giữa này. Chúng tôi kê được 3 băng sofa. Đó, sofa dài. Sofa ở đây là sofa gỗ kết hợp với chất liệu là da. Đó, chất liệu da nhập khẩu. Màu sắc nó trầm một chút, nó tối một chút, nó thể hiện cái mức độ hiện đại cũng như là mức độ trưởng thành của những người mà đang sở hữu một cái phòng khách như vậy. Thì mọi người nhìn thấy là đây là cái điểm nhấn chính giữa, 3 băng sofa và một cái bàn trà ở điểm chính giữa này. Chúng tôi đi lại cũng rất là thoải mái mọi người nhé. Đó, những cái đồ deco trang trí hơn, những cái gỗ được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp. Đó. Và ở đây mọi người nhìn thấy đằng sau cái vị trí bộ sofa gỗ tự nhiên kết hợp với da này của chúng tôi, đó chính là một cái vách trang trí cho một cái bức tường. Đó, vách trang trí cho một bức tường đây thì mọi người có thể nhìn thấy là ở đây chúng tôi thiết kế và thi công tường 10 thôi. Vì diện tích 5m nên chúng tôi làm tường 10 nên nó sẽ lộ ra một cái hộp cột như này. Đó, hộp cột tường 220. Đó, nên là chúng tôi sẽ ốp toàn bộ bằng chất liệu gỗ tự nhiên và có các cái gờ phân, một phân nằm ở phía bên trong. Chính giữa là một bức tranh đá. Bức tranh đá này chúng ta có thể lựa chọn bằng PVC vân giả đá, lựa chọn bằng những cái màu sơn giả đá để vẽ vào, hoặc chúng ta lựa chọn bằng đá tự nhiên nhé. Đó, những cái bức tranh phía bên trong rất là đẹp. Hai bên thì được trang trí cân xứng bằng những cái nẹp mạ vàng này, bằng những cái tấm gương Mica Đài Loan màu đen mọi người nhé. Phao chỉ ở sát khu vực trần thạch cao. Đó, rất là sang trọng. Và ở phía góc này, đó chính là cái vị trí mà chúng tôi để một cái bình nước. Đó, cũng như là các cái tấm lam trang trí bằng gỗ nhân tạo mọi người nhé, bằng gỗ nhựa composite. Đó, và ở trong đây thì là một cái bức vách này, một bức vách trang trí này. Đó, vách ốp trang trí thôi. Và ở đây, ở phía giáp, phía ngoài hành lang, đi lại phía bên ngoài thì chúng tôi có trang trí một cái tủ rượu. Đó, một cái tủ rượu chất liệu gỗ tự nhiên. Đây chúng tôi để được những cái đồ deco trang trí ở đây. Đó, những cái chai rượu vang quý dành tiếp những cái vị khách khi mà đến cái công trình này. Đó, rồi những cái đồ deco rất là đẹp. Đó nhé mọi người. Thế còn chắc hẳn mọi người cũng đang muốn nhìn về cái khu vực kệ tivi. Thì ở kệ tivi đây chúng tôi kết hợp giữa đồ gỗ tự nhiên và đồ gỗ công nghiệp. Đó, bên cạnh tivi thì có những cái đồ deco, những cái màu sắc sáng để kéo lên cái tông màu của cái khu vực phòng này. Kệ tivi, những cái vị trí để đồ ở khu vực phía bên dưới. Đó, rất là đẹp. Và song song với đó thì mọi người có thể nhìn thấy là phía bên cạnh phòng khách thì chúng tôi không thể thiếu được một không gian phòng thờ nhỏ. Đó, có chiều dài, chiều sâu. Chiều sâu ở đây là 99.
97 thì chúng tôi có trang trí một cái vách tấm CNC. Cắt CNC này thì toàn bộ là chúng tôi cắt bằng gỗ công nghiệp hoặc gỗ tự nhiên mọi người nhé. Bốn bề xung quanh luôn, chính giữa là một bức tranh tranh trúc chỉ được ốp mặt kính ở phía bên ngoài để chống cháy và có đèn ở phía bên trong nhé. Bàn thờ này, gỗ tự nhiên luôn, bàn cơm luôn mọi người nhé. Đó, và phía bên đằng sau phòng khách đó chính là một phòng ngủ. Thì ở cái bức tường ở phòng ngủ giáp với khu vực phòng khách này thì chúng tôi có trang trí một cái vách đó cũng rất là đẹp. Bức vách này thì toàn bộ xung quanh được trang trí bằng những cái tấm gương ghép có nẹp chạy xung quanh luôn mọi người nhé, có nẹp phào chỉ chạy xung quanh. Và điểm nhấn chính giữa đó chính là một bức tranh bằng PVC vân giả đá đó, rất là đẹp. Thì vào trong cái không gian phòng khách rộng 25m² kết hợp với phòng thờ này thì chúng ta cảm giác là nó rất là thư thái, bởi vì nó có những cái vị trí trang trí, những cái đồ deco, những cái đồ gỗ rất là đẹp, rất là thoáng mát. Đó, và đặc biệt hơn thì mọi người nhìn thấy cái hệ thống trần thạch cao ở phía bên trên được thiết kế cực kỳ đơn giản, với những cái hình dáng trần thạch cao hai lớp được bo tròn. Điểm nhấn chính giữa đó chính là một chiếc quạt trần luxury fan đó, từ xuất xứ từ Mỹ kết hợp với đèn trang trí mọi người nhé. Đó, và ở đây thì mọi người nhìn toàn bộ không gian phòng khách này được chúng tôi thiết kế với hệ thống điều hòa âm trần nối ống gió, một cửa hút và một cửa đẩy. Đó thì nó sẽ tạo được cái không gian điều hòa mát lạnh cho khu vực không gian phòng khách này, mà nó sẽ không lộ các cái cục mặt lạnh của điều hòa ở đây. Sau đây mời mọi người cùng chúng tôi đi xuống không gian hai phòng ngủ có vệ sinh khép kín ở phía bên dưới nhé. Và đây chúng ta sẽ tiến vào hành lang để chúng ta đi vào hai phòng ngủ đều có vệ sinh khép kín ở phía bên trong này. Mọi người nhìn thấy hành lang được chúng tôi thiết kế cũng tương đối là rộng rãi, với chiều rộng là trên 1m2. Đó, toàn bộ hành lang thì được dán những cái vải dán giấy dán tường. Đó, dưới là hệ thống sàn gỗ, nhập khẩu lát theo hình dạng xương cá và có cái phào chỉ ở chân này. Bên trên là hệ thống đèn trần kết hợp với các cái phào PU, đó phào PU giả gỗ chạy xung quanh luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cửa sang phòng của bé trai và một cửa sang phòng của bé gái. Thì mời mọi người sang phòng của hai bé trai trước nhé. Đó, đây là phòng của hai bé trai, sử dụng dòng cửa gỗ nhựa composite. Đấy, màu hút huỳnh và vân gỗ luôn. Thì ở trong đây thì là một phòng ngủ nhỏ với diện tích là 12m², chưa kể nhà vệ sinh. Được thiết kế theo phong cách hiện đại và phong cách cho một bé trai đây mọi người nhé. Đầu tiên đó là khu giường tầng. Đó, khu giường tầng, một bé ở dưới và một bé ở trên, sử dụng màu xanh hiện đại. Đó, màu xanh hiện đại kết hợp với cái những cái đường màu trắng. Và mọi người nhìn thấy là xung quanh những cái bức tường thì những cái bầu trời ngàn sao đó ở phía bên xung quanh nhé mọi người. Đó, và ở đây thì sẽ có một bàn làm việc nhỏ, những cái kệ để sách theo cái phong cách rất là trang trí, nó rất là bay bổng. Đấy, một cái chỗ tủ quần áo ở phía bên trong này. Đó, thì ở đây chúng ta cũng có những cái giấy dán tường toàn bộ chạy xung quanh mọi người nhé. Hệ thống trần, ở đây thì trần đơn giản đó, hai cấp, giật nhẹ nhàng, bo viền tròn, hệ thống điều hòa âm trần nối ống gió. Đó, ở phía bên trong đây thì chúng ta cũng có một cái phòng vệ sinh, một phòng vệ sinh khép kín, sử dụng cửa gỗ nhựa composite. Đấy, nó sẽ kết hợp với phong cách nội thất ở trong phòng ngủ của bé trai này, có khuôn cửa, có nẹp cửa đó. Và trong đây là một phòng vệ sinh khép kín mọi người nhé, phòng vệ sinh khép kín có lavabo, có bồn cầu, có tắm đứng, có hệ thống đèn điều hòa nóng lạnh ở phía bên trên nhé, hệ thống trần nhôm đó. Một phòng cho bé trai với tổng diện tích là 16m². Sau đây thì sẽ mời các bạn sang một phòng dành cho bé gái ở phía bên cạnh này, thì cũng sử dụng cửa gỗ nhựa composite luôn. Đấy, nó rất phù hợp với cái phong cách nội thất ở khu vực phòng khách. Đây, vào bên trong thì sẽ là một phòng bé gái nhé. Chúng ta có một cái hành lang đi vào phía bên trong. Phòng này thì với diện tích là lớn hơn, với diện tích là 14m². Và mọi người khi mà bước vào ấy, mọi người nhìn thấy ở phía lối hành lang bước vào thì chúng ta đã có một cái khu trang trí để chúng ta leo núi này, một cái cầu trượt này, đó, đồ chơi dành cho trẻ em. Phía bên hông này thì chúng ta cũng có khu vực giường tầng, màu hồng luôn nhé. Đó, tầng 1 này, tầng 2 này, có chắn bảo vệ luôn mọi người. Đó, bên cạnh đó thì chúng ta có tủ quần áo ngay bên hông, lối đi lên cầu thang luôn, tủ quần áo luôn mọi người nhé, tủ quần áo này. Rồi những cái kệ để đồ, bàn phấn, trang điểm cho trẻ con này, rất là đẹp.
chúng ta có một cái bàn học ở khu vực phía bên trong góc này, và đặc biệt hơn thì ở phòng này thì sẽ có thêm một cái cửa sổ đó, một cái cửa sổ sử dụng hệ thống rèm luôn mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn thấy là hệ thống rèm ở đây thì để che cửa sổ các thứ nhá, và rèm này cũng chạy theo hệ thống dây tự động luôn mọi người ạ. Dây tự động mà chúng tôi chừa ra 30 phân để làm cái hệ thống rèm ở phía bên trong. Mọi người nhìn, rèm tự động luôn nhé. Đấy, kéo một phát là tự động luôn. Đó, rất là hiện đại dành cho bé gái ở đây, một phòng dành cho bé gái. Chúng ta cũng có một cái phòng vệ sinh khép kín ở phía bên trong. Đó, phòng vệ sinh khép kín ở phía bên trong. Phòng vệ sinh này thì là phòng vệ sinh đôi với phòng bé trai ở phía bên kia nhé. Đó, nên là nó rất là gọn, nên phòng của chúng ta nó vẫn được vuông chứ nó không bị hẳn ra một cái hộp phòng vệ sinh như các cái thiết kế đơn giản. Đó, chúng ta phải thiết kế thì chúng ta phải làm như vậy mọi người nhé. Hệ thống điện là hệ thống điện thông minh luôn, sẽ cảm ứng luôn mọi người nhé. Đó, hệ thống trần cũng vậy, điều hòa âm trần nối ống gió. Thì vừa rồi là một căn tầng mẫu của chúng tôi thiết kế để cho mọi người đến để trải nghiệm. Bao gồm một phòng khách kết hợp với phòng thờ, và chúng ta sẽ có hai phòng ngủ ở đây đều có vệ sinh khép kín với tổng diện tích được thiết kế là 75 mét vuông. Đó, thì hiện nay Kisato Đà Nẵng cũng như là Kisato trên toàn quốc có thể phục vụ thiết kế cũng như là thi công trọn gói các cái công trình theo phong cách hiện đại cũng như là theo phong cách tân cổ điển cho khách hàng ở toàn bộ 63 tỉnh thành. Thì nếu mọi người có thích cái cách chia công năng của chúng tôi làm sao cho nó hợp lý, cách chọn vật liệu như thế nào, thì mọi người hoàn toàn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế và thi công những công trình nó đạt về mức độ thẩm mỹ cũng như là về mặt chất lượng sản phẩm đến cho quý khách hàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên các cái video chia sẻ lần sau của chúng tôi. Nhớ đăng ký kênh hoặc để lại bình luận để làm cho chúng tôi có những cái động lực chia sẻ những cái bí quyết cũng như là những cái công trình đẹp đến cho quý khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.